Hello, xin chào tất cả anh em và các fan hâm mộ đã quay trở lại ARK Gaming Online. Và trong tập ngày hôm nay thì mình sẽ bắt cái con chim quái thai này. Đó, nó lòng qua rồi kìa. Đâu rồi, tụi bay đâu rồi? Qua phủ có bắt từ đây đi tới, nãy tao đi đón tài mà. Đó, mình sẽ bắt con chim này ha. Đây, bắt càng nhiều càng tốt. Tại vì hiện tại là nó đang X3. Cái gì mà lên nhạc rồi. Vậy là phải có cái chuyện gì gần đây mới lên nhạc. Phun độc. Ô, từng lọc đến rồi. Phun độc. Để tao phụ cho. Rồi tao giết, tao bắn xỉu nó rồi. Móc cây mã. Kìa, chim quái thai nó đi gần phía thác nước nè. Bây giờ tao bắn tao qua nha. Bắt đầu là chà nó. Ba thằng bắn một phát luôn. Để giấu nay cái mày. Giấu đi. Con chim nó cấp 1. Khoan, qua bên kia đi. Bắn nó chạy qua đây thác nước nó xỉu dưới nước nữa. Qua đây. Cấp 1 là nghĩ là tamin nó nhanh lắm anh em. Có thể là trong vòng 45 phút à. Tại vì hiện tại là đang X3 nha. Server mình đang X3, còn server của anh em làm sao thì mình không biết nha. X3 tamin, còn server của anh em thì nếu mà không được anh em phải bắt một. Thấy anh Tấn đứng đây thôi mà. Đây nè. Thấy chưa? Kìa. Nó ở đâu đó kìa. Đó. Đây nè, tập trung quốc nha. Bắn đích liền. Bắn chưa? 2, 3, bắn. Lỏ trét hết. Fire. Quay. Dạy đi, dạy dính cây, dính cây rồi, kẹt lấy. Kẹt rồi, con chim này nó kẹt không lắc lắm. Xỉu rồi, gục ngã. Ô, lừa tình, chuyên gia lừa tình. Ô, tao thấy tao gục ngã đó. Thằng nào bắn, tên dính đích tao vậy. Tao bắn á. Vãi chứ. Tài bắn, nãy giờ tao bắn không trúng phát nào á. Ủa, không có trúng nào phát nào, tao bắn trúng chim không à. Tao hình như là bị trúng cây mấy phát á, hình như là trúng có một phát vô chim mà. Ê, cần tao reset máu không mày? Thôi bỏ đi, cái vụ án này bỏ đi. Tao sắp tỉnh rồi. Nó không giống như offline ha, offline thì tao cần mày reset máu. Tại vì mỗi lần bắn trúng cái là lên đầy lóng, trời ơi nó hồi lại một cái rất là lâu luôn. Một con. Rồi, tụi mình bắt được cano dục bên kia nữa. Lát cano tỉnh vậy. Bắt con đang chờ gom cho nhiều khủng long lên. Chim to, cá đóng gì vậy? Cho em trái tim. Cấp to như chắc tao min xong rồi đó. Có con hả? Có con nằm đó, nó thở dốc anh em à. Cái nhà ngay ở đây, để coi thử ha. Gom trái tím lại mày. Đây có trái tím đâu, kiếm. Ê mày ơi, cái nhà này hình như là bị quỷ diệt hay gì á. Em biết không thấy có cây bông nữa. Để tao đợi tao coi chắc dạng mà mình tắt cái hiệu ứng tầm xa hay sao á. Phía xa lợi nên là không có thấy. Tắt bớt đi cho nó đỡ lắc game. Ôi, bị quỷ trong vòng một đêm rồi mày ơi. Được 12 trái tím nè. Nhà tan tành sẽ mát không có trái tím, rồi. Bỏ vô khủng long đi. Trời mày. Trời ơi. Rồi đó. Ở bên ngoài đó thì tường đá, còn bên trong thì tường rơm. Phải nói là thanh niên nào mà xây ra cái nhà này là vô cùng kỳ công luôn á. Mày bỏ bình độc vô con khủng long mà mày kêu nào đem mày. Không đủ. Bình độc hả? Bình độc tao có nè. Cho nó ăn trái tím cũng được hả? Một số lượng lớn luôn. Kiếm thêm trái cây đi, tao đi kiếm khủng long cho. Kiếm khủng long, trái cây bỏ vô nơi. Đây. Nó đâu, nó xỉu đâu rồi. Trời, trái tím nè. Hái mấy chục trái nè. Nó xỉu đâu tài. Gì mày ngay con này già rồi đó. À, gục ngã đây hả? À, tội nghiệp heo. Ta hái quá dần dễ tím luôn nè. Vậy mà cái cảnh tượng hải hùng này mình không chứng kiến được. Mình bị bắn diêm đích nữa chứ. Ghê chưa, nãy tao kiếm được chim quái thai luôn, thấy ghê chưa. Tao cũng nhờ tao không. Con này màu ngộ quá. Tội mấy chục trái tím nè. 65 trái chắc dư rồi. Con này hơi bị chua chát nha. Trời ơi, chua lắm nha. Con này bắt một tiếng nè. Phải ngồi canh, công sức canh gì các kiểu luôn, lâu lắm. Chứ không phải là dạng mà bắt rồi dục như thả cho ăn rồi dục như mấy khủng long kia đâu. Ừ. Cỡ cano anh em bắt, anh em muốn dục sao dục ha. Còn cái con này á là phải canh. Thì cây không vậy, thấy đường hết vậy. Ủi đi. Con này kêu giống con bò vậy chứ nhỉ. Mình đọc tao nhớ đâu hơn. Đâu trong người tao nhiều lắm mà ta đâu hết rồi ta. Ôi, đây có con nữa nè. Bắt rắp to là bảo kê. Một thằng canh một con hả? Đây có con nè, 75-20 nữa nè.
75-20 à, rồi. Vậy là gần khu này thôi, không có xa đâu. Sát bên. Về, nhưng nó thấy cái tài. Quất nha. Rồi, bắn nha. Nào bắn trước là bắn hụt nữa chứ. Tính là bắn trước. Tao bắn không hụt phải không? Tôi hư cái gì rồi, hư cái nón Noel rồi. Nón rồi. Đâu rồi? Thôi gãy xương tao rồi. Trời gãy xương rồi. Ủa này có giường không? Ê, con ấy của mày. Ủa cái này có giường không mày? Con nai kìa. Này có giường không? Bắn cho xỉu đi có gì đâu. Đôm đôm nữa chứ. Trời ơi thiệt xui rồi. Nó sắp chết rồi á, con nó sắp chết nhưng mà bắt được á. Cởi con nai đi đi. Nên nó lên con nai kịp thời á. Cái này đồ tao cái này hồi sinh tại nhà hả? Gì? Cái này hồi sinh tại nhà hả? Rồi coi chừng chim quái cái này kia tỉnh á. Không chưa tỉnh đâu, hồi nãy nữa đây con chum đôm nữa. Rồi canh con này lâu thế. Không có yên mà cũng bắt luôn, yên nó đến 69 được. Chua chát tình đời luôn. Giống yên con đại bàng. Ồ hồi đó ngồi chơi online cài thấy bà cô nội. Cái này là nhân 3 nha anh em, nhân 3 nó đỡ vậy nha. Chứ bây giờ á là ít nhất á là 27% là tụi mình phải cho 500 bình động. Có thể là hơn luôn hồi á. Hồi đó chơi server kia bắt nó 300-400 bình động. Rồi lâu đúng lâu luôn á. Ừ chân. Con đó mà. Nói gì nữa. Đáng bình thường bắt 3 tiếng mấy không. Bây giờ là 1 tiếng mấy là đỡ lắm luôn rồi đó. Có cái nhà ở đây nè. Cái nhà để tao bắn tỉa cũng không được. Chỉ cần có đạn thôi, có tỉa xanh xương hết. Đứng đây nè anh em, nó để đây ngay đầu cano nè, nó có bằng ngay đầu Stygo này có bằng. Ồ cửa rộng mở mày. Đứng đi con này tao bắn được luôn là giỡn không? Có khi nào dụ dỗ tao không nhờ? Mà thấy cửa mở rõ ràng luôn. Kìa con khủng long thì bắn được. Cửa mở cái anh thấy mày vô cái anh đóng cửa lại. Là coi như mọi thứ chấm hết phải không? Ừ. Ủa thấy nó chạy đẳng kìa mày. Con gì? Thấy nào chạy đẳng kìa. Cửa mở mày ơi. Tao lại đây tao gom đồ. Đừng nên lại gần tụi nó. Tao thấy cũng ngợp. Tao luôn mà nói gì vậy? Đồ yên. Đây là đây tao đi dắt con cano vô nhà luôn mày. Canh con chim quái thay. Ô nổ đồ xanh mày. Hồn tại cởi con nai đi hả? Bỏ từng lọc đây tao đi dắt luôn cho nhanh để chạy tốn stamina quá. Tốn stamina gì? Tao chạy tốn stamina lâu mượn con này tao đi dắt con cano vô nhà. Nó. Mày đi mất công hồi không nhớ đường lạc nữa. Nhá anh dài nhảy vô nhanh mà tao hơi tốn stamina thôi. Rồi còn mấy cái búa sắt dạng bình thường thì để lại cho nó xài. Tao lấy cái nỏ đồ xanh thôi. Rắp to này không có gì cỡ rồi mày. Cái nỏ hơn đam tao luôn mày. Rắp to cũng chạy nhanh đó mày. Trời ơi sao. Rồi đâu không, rồi. Không có y ngon, hết rồi. Ngon anh em thấy gom đồ á. Cái cửa rộng mở vậy nó mờ vô luôn không chịu vô lấy đồ. Đâu mày vô chổng hả. Ồ ừ. Con này không có trái cây cho nó ăn nữa. Rồi rắp to. Đi gặp rắp to rồi. Chạy đi nhắn nhảy lẹ đi. Đè tao xuống cắn đây nè. Xong chết xong đi. Xong con nai già, xong nai dài. Có đâu, nai giết luôn rắp to rồi. Vô lấy đồ cái tài, động cái đồ nhiều lắm cái tài. Đi em tắm đi. Tao mới đi, động ra đó, tao gom hết mớ rồi. Ủa, hèn như nãy thấy con gì. Nè, vô đây nè, đi. Tao cho mày nghiên cứu nhà của người ta. Còn mấy phun độc này tao xả cho. Không biết này có yên, không lấy mày, chịu có yên. Ô, kìa con này. Ê mày. Giết thì tay go lấy yên mày. Coi chừng cái này cano đó vô trận đó, cửa mở rộng mở chứ vô tự nhiên. Gì đây? Kỳ hẳn cặn ngủ đó mà. Lột đồ rồi. Lột được. Lột hết đi. Lột được mày. Tao mới lột mớ rồi. Nhấp e. Ủa, cho nó. Ép. Nhấp e cho nó, nhấp e cho nó. Ba mẹ nó thì chứ. Có được đâu. Lột bay trắng lột đi. Tao thấy gì đâu. Mạng. Không có thôi. Ủa, có nón nguy hiểm rồi ta. Thằng Tài ham lắm rồi anh em, thấy đồ rồi nó lột à. Nè trong tủ có, trong tủ còn mớ đồ sắt này mày lột luôn đi. Tường đá sao không lấy đi, tường đá cho mình đấy kìa. Tường đá rồi, kìa. Sao nghe có lỗi dữ anh em. Ủa sắt này làm đỡ luôn.
cái yên rắp to đồ xanh luôn mày Vinh. Nhà em bỏ thì mình lấy rồi chứ tội lỗi gì. Cái nhà em bỏ gì, cái này quên đóng cửa đó chứ không phải là nhà bỏ đâu Ê ha. mày, cái trong mình nó có cái gì nè? Giờ nhà nó không có tiếng phòng thủ nào luôn hả? Nó quên đóng cửa. Ý là không có tiếng phòng thủ cái gì luôn, không có bông hả? Không có gì hết à. Có chị tay gô với con cano ở đây tao chém chết cũng được nữa, nói thiệt luôn á. Thôi đừng có giết, đừng có giết. Mình vô đánh tao quên đóng cửa lấy đồ thôi. Có cái cửa sắt nào em lấy mày ba cửa sắt cho mình đó đó. Búa rồi Gộp trong đi. trong búa sắt rồi trong Tài nhà Tài nghe mấy thằng nè. Ê nam ê, lắm. coi quay là coi chim quái thai tỉnh không đó. Ôi chết rồi. Nhà này có cái gì Ôi quý hiếm 200 không? rồi nè. Nên là tao nhắc kịp á, nó tụt lần 10, 1 giây là 10 điểm á. Rồi ok rồi đó. Mẹ vậy hết nổi à. Gom đồ nhà ta chả không nổi luôn mày. Tao Thực gom mấy tham cái cửa quá mà. sắt Cái luôn. dân ăn tham. Nè, cái nỏ này mạnh hơn nè anh em. Lúc trước mình có cái nỏ đế dương hơn vậy nữa. Cái nỏ mình giờ là có một tăng được 21 phớt Thiệt 6 kinh phần tức. trăm đam. Còn cái cây nỏ này là giờ là Chết mẹ mày đi. 29 lận, Con khốn nạn. 29,7 phần trăm đam. Trời ơi, ngon quá rồi còn gì. Lấy Để cửa tôi sắt coi bên mày cho đây em còn lấy chim quái đi. thai không. Tao lấy đủ rồi, tao đâu có tham đến nỗi vậy mày. Tham thì thâm đó mày biết không. Lỡ chủ nhà tao vô rồi sao. Mày lấy nhà tao mày Xong tự biên tự diễn rồi. xong giết khủng long luôn. Thôi anh nói vô nhà người ta lấy đồ rồi thôi bỏ đi. Tha Để đi, tha kia được người hãy tha. đã người ta quên đóng cửa mình vô lấy vậy cũng tội người ta rồi. Thôi à. Quên tao Vô. gặp thêm con chim quái thai. Thôi đừng con rồi, bắt con này nghe có vẻ lâu rồi đó. Nó vô nó gom sạch luôn. Gom sạch xanh của ta luôn. Tao gom đó tao còn nhân từ và nhân tính là tao để lại mấy cái búa sắt cho người ta cài cấy lên với cây nỏ bình thường, còn này vô gom hết. Tài Búa sắt. là nó không bỏ qua bất cứ thứ gì. Búa sắt là đâu đâu có đâu, đâu phải lấy chứ. Búa sắt đâu có. Ở nhà có đống vậy sao không xài. Búa này lợm ngon hơn. À lợm mấy đồ chùa thường thường xài ngon lắm không. Chết bà lợm nặng rồi. Bỏ vô rách to vài cái đi cho chú phụ miếng đi, hoặc bỏ vô chim quái thai kèm bắt được rồi dẫn về luôn. Một lát chủ nhân vô đây tưởng 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 tao cướp cái nhà này đi nha, tao vô tội trong vụ án này thì chỉ đi coi thôi mà. Lượm đồ mà có giếng ở đâu. Ồ cái nhà này xây xây cao cho cố vô. Nằm đây lấy máy bắn đá nó bắn hết mà. Lấy máy bắn đá nó bắn chết được mấy cây bông. Cây bông mình như bắn thường không được Vinh ơi, tao thử rồi mày ơi. Tao lấy cung tao Đạn bắn. sao bắn được, Tao lấy cung tao bắn không xi nhê, đạn không xi nhê luôn. Có nó máy bắn đạn đá bắn bô không được. được nữa. Nhảy Không được, đi. Nhảy chịu múa chết đi. đi. Cái chân của chị quái Sao thai này rồi, mình sắp ưa tỉnh dính rồi, dốc rồi. khó Rồi rồi. rồi. Sao tao đặt tên mày? Tại mày đứng gần nhất. Đặt tên Chạy này. ra uống nước đi cha. Chim Đúng, bự. đúng này đặt tên nữa chứ. Thằng này đặt tên là mình diêm bự. Vãi thật chứ. Rồi ok đó anh em. Thì tụi mình Ủa dắt đi đã đâu tam vậy? min xong con chim quái thai Uống này nước. ha. Đó, thì anh em thấy nè. Và hiện tại là không có yên để cưỡi nó đâu. Nó chỉ Dẫn nó đi Vinh. tam min Vậy chơi vậy thôi, dẫn nó anh đi em có đi. thể bảo kê nhà sơ 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 vậy là được. Rồi đó. Đi đi dẫn về dẫn về. Rồi bây giờ thì cứ đi về thôi, không có gì hết. Chim này chỉ đơn giản giản đơn là vậy thôi, nhưng mà rất là công sức và kỳ công. Nó Dẫn xe vào chừng bị giết á. ai giết nào dám láo giết đây. Đi đi nhanh nhanh nhanh. Để đây đây. Chim Trời bị trời sắp chậm quá sáng vậy. luôn rồi chứ, 2 giờ mấy sáng luôn rồi, gần 3 giờ sáng rồi. Kinh thiệt. Đi coi chừng chim quái thai kia nha. Chim quái thai này quýnh không lợi đâu. Không, mình combo thủ phụ mặt mai, nhưng mà Mình con này mà đang quánh mệt được nè. nhưng quan trọng nhiều khi bắn trúng chim mình. Con kẹt gốc lắc rồi nè. Chúa kẹt gốc lắc đây nè chứ. Rồi đi đi mày. Tao ngồi đây tao quảng cáo mới bắt được khủng long ngon đồ. Ủa Chắc sao nóng hoài chắc mày? mai mốt dẫn đi hù mấy người kia. Trong nhà trong đây nóng. Ở chỗ này nóng mà. Mày không thấy ở đây là hấp thụ tinh hoa của mặt trời à? Mày ngồi ngay đây luôn nè. Mấy Không, bông bình thường thấy. hoa, mấy bông hoa không chết là mai rồi ha. Chưa tính nha, chưa tính mấy con chim, mấy con khủng long này nó mà cần nước là chết nữa. Nè, nhất là cá sấu nè. Con cá sấu này là phi diệu nhất nè. Nó nằm trên đây là đáng lẽ nó phải khô da cực kỳ khô luôn chứ, là nó phải xuống nước một tí rồi mới lên nó nằm nó phơi nắng nữa.
Mà bây giờ là nó giờ nằm tao đây, có nằm cách xuống. Để dắt con này vô nhà nè. Cách nào? Đập nhà đi. Gì nữa đây? Đập cái lỗ kia mới vô, chưa cho dắt nó vô được. Sao dắt vô không được mày? Sao mày dắt vô? Được chứ. Dẹp cá sấu đó coi. Trời ơi, nó đi cái gì vậy? Trời ơi, ở đây như công viên khủng long luôn. Đó, vô rồi đó. Tại nãy kẹt cá sấu. Rồi. Đồ, cái gì đây? Quá bức trời rồi. Đông. Đông nó là đông vô đói luôn. Cano đây mà đây thả nè. À quên. Đáng là không biết có cái chế độ này làm sao mà cho cái con đùm con bồ hung đùm cứt nó tự gom cứt nó ngon ha. Biết là có tự gom cứt được hay không nữa. Coi chừng gom được đó nha. Phải có chứ, phải bật chế độ nào tự kiếm ăn là sao đó. Đâu thả vô đây là tự gom cứt. Sao mà cái gì vẫn kẹt dữ vậy? Khỏi đi, tao bắt nguyên bầy hết ỉa, tao nhốt riêng cho con ỉa cho gom. Bỏ vô đó là được rồi. Rồi thánh ỉa cũng vậy. Rồi xong rồi đó. Thánh ỉa phải ăn kìa. Ngon rồi, tài chắc là thoát rồi hả? Gì đâu, kiếm trái cây nè, nguyên đồ chết đói rồi kìa. Trời ơi, cái gì đây? Công voi đại dưới hả? Chứ voi vô đây không được rồi, voi bự quá, tao test thử rồi. Xây chuồng lợi khác. Bữa nào tao rảnh nó vô xây chuồng cho. Rảnh thì đây voi, voi đồ đầy đủ nè. Voi đầy đủ, đập đá đồ đầy đủ hết rồi, xây nhà đá cũng được hả? Nhà để chứa khủng long thôi. Ồ vậy ăn không mày? Gì có gì cho mấy con ăn đây vậy nè. Leo ăn lên trái cây đỡ đi. Không, trái cây không có. Rồi anh em, thì mình nghĩ là video này thì mình nên kết thúc tại đây. Anh em cảm thấy sao về video của mình? Mày để lại đó cho bên dưới. Và anh em đừng quên đăng ký để theo dõi những video mới nhất của kênh mình nhé. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập tiếp theo của tựa game ARK. Đó, bỏ vô cái máy nghe chữ này, dừng lại. Và mình xin chúc tất cả anh em và các bạn hâm mộ một ngày tốt lành nhé. Bỏ vô không phải đồ ăn mà